Rồi anh em ơi, em lưu ý với mọi người là tất cả những trang Facebook hay là fanpage chạy quảng cáo bán hàng mang tên Nghiện Câu TV đều là lừa đảo hết. Anh em ơi, em chỉ bán trên nền tảng TikTok tên Nghiện Câu TV 40.000 follow và Zalo 0358 439 509. Anh em lưu ý nha. Còn lại từ Shopee cho đến Facebook hay fanpage nha, là em không bao giờ em bán nha. Anh em thấy có chữ Nghiện Câu TV bán đó là đều là lừa đảo hết. Anh em lưu ý giúp giùm cho em nha. Mua chốt đơn Zalo 0358 439 509. Hai là vào kênh TikTok Nghiện Câu TV 40.000 follow anh em nha. Để chốt đơn chỉ có hai con đường nữa thôi anh em nha. Rồi cảm ơn em nhiều. Rồi. Anh Tiều Hòa lên cá luôn anh em ơi. Giúp anh quá. Hôm nay em với anh Tiều Hòa quay lên lại hồ câu cá giải trí hồ Bà Trang anh em nha. Anh em muốn biến map anh em bấm là chạy cá Trường Long xuống Lộc Đồng Nai. Đến địa điểm đó anh em chạy thẳng một con đường vô khoảng 3 km nữa là tới hồ Bà Trang. Đấy. À, hai anh em tụi em đi hôm nay nó mùa mưa bão anh em mà nó đang mù đen luôn nè. Đấy nhưng mà không biết cá mắm ăn sao. Anh Tiều Hòa mới được có con cá phi à. Đấy. À, em tranh thủ em trụng mồi luôn câu luôn anh em ơi. Hồ này rất rộng nha anh em nha. Hồ này nó chứa kinh khủng lắm đông nè. Đó, ok ha. Em trụng mồi đó. Rồi, hôm nay thì em sẽ sử dụng là bốn chai hương liệu câu giải luôn, có nhiều anh em hướng dẫn cách pha đó. Thì em sẽ sử dụng bốn chai này hướng dẫn cho anh em cách pha luôn ha. Cám thì em dùng cám câu tổng hợp. Đấy. À, bột tôm, bông tiết, tàu rong và bông cỏ để trụng một vuốt đánh anh em ơi. Rồi ok. Này nó hơi dốc anh em nha. Đây. À, nửa gói đông lạnh á thì anh em cho em làm mỗi thứ là hơn một nắp thôi. Một nắp thôi. Chai này cũng vậy luôn. Một nắp thôi. Ừ. Đó. Đinh chất bắp này cũng vậy. Một nắp thôi. Chai sữa heo này cũng vậy, một nắp thôi. Ok. Anh em trộn điều này lên. Có tí lệ rồi ha. Rồi. Anh em sẽ cho em là khoảng 200g cám. Đây nè, 200g này. Rồi trộn điều này lên nữa là xong ha. Trộn điểm này lên. Rồi, cho ít bông cỏ, một ít thôi anh em nha, chứ không phải là nhiều đâu. Một bịch bông cỏ này anh em câu tới một quýt mới hết. Cái gì? Chứ ổng tới đâu rồi? Anh gọi điện hỏi ông thử coi. Rồi, cho tàu rong vô vuốt thôi, là xong ha. Một lớp vậy ta là đủ ha. Trồng điểm này lên. Thôi đánh luôn anh em ơi. Cái gì đâu mà chưa gì hết, lưỡi không dính cả. Đây, hôm nay thì em sẽ sử dụng cây cần Toro 5H. Đấy. À, chục em đang câu là chục 2 chấm anh em ơi, theo cước 1.5. Đấy, cây phao thì em đang cây sử dụng cây phao cổ tu công Alu anh em ơi. LBB04, cây này rất là đẹp ha. Đấy. 280.000 một cây. Đấy. Chơi luôn anh em ơi. Em xả nó cặp em đâu. Câu đầu cần anh em ơi. Nắng lên là cá ăn à. Quá đã. Trời anh em ơi. Đây. Nè. Một con. Tiếp tục. Con thứ hai nè. Châu Phi. Nhỏ nhỏ anh em ơi.
Tiếp tục. Chịu ăn lắm anh em ơi. Cá này không câu, câu cá nào. Ba con. Đang lên. Câu cá lớn rồi, câu cá nhỏ rồi. Ba con rồi anh em ơi. Nắng lên đi mấy chú ơi. Bốn con. Nhỏ nhỏ. Nhưng mà ăn nhiệt 60.000 tiếng nha mọi người. Bốn con nhanh con lẹ. Năm con. Sắp đôi luôn. Đã quá anh em ơi. Cá lô vào đi không? Bảy con. Bảy con rồi nè mời. Cá ăn đi chó luôn. Lát về lấy đồ dọn cho anh Duy ngủ đây nè. 10 con anh em ơi. Rồi đất ngồi luôn. 10 con rồi, em câu 1 phút 10 con á. Ngồi đây nè, HB dọn đồ cho anh Duy, làm đây làm clip cho anh Duy đi. Sát bên đây nè, đi đâu xa cá ăn dữ lắm. Thả cũng là nó ăn à. Không, cái góc đây thôi. Đây nè, ngồi đi, tí nữa đi qua tết cằn tết sau. Tết cằn hồ bên kia kìa. Trời ơi, ăn kìa. Né cho anh xuống thôi. 12 con. Sắp đôi luôn. Ừ em cẩu luôn, Toro 5H em cẩu luôn. Gãy cái gì. Cá luôn lại 10.000 chứ. 10.000 chứ. Hôm mấy bữa nay bà Trang bá lụm em với nò đi. Cái không ăn, bữa nay mới ăn nè. Cậu đi. Dọn đây em nói anh xả xuống lại giật ra. Cái góc này nó gom đó, nó lâu pha em đi luôn rồi kìa. 14 con. Đánh tí có cá lớn gì vậy? Đánh tí ra cá lớn à. Lấy đi. Đưa đây em phụ vậy nè, em từ từ em câu cũng được. Đưa đây em làm phụ vậy đó. Anh hồi lên cá nữa. Giật gì chú? Ừ. Đưa đây em với anh Hòa phụ vậy nè. Được rồi, câu đi. Được không? Má tao đang sốt sốt người tao nè. Đi vô cái đường nãy giờ tí đồng hồ. Cặp ông cố cái nãy ông vô kiếm chị nữa chứ. Ông nào? Sao nhường, sao không nhường ông đi trước. Trời ơi, anh ông nào mà nhường nữa. Sáng sớm chọc em nữa lại nhập bệnh viện nữa là buồn lắm á. Đóng không chuột phật nào. Xả nha nọ, cho nó vô nha nọ. Xả nhiều vô nọ, cám nhiều. Mày à mày, xuống lại đi chụp. Tôi đôi 5H em cậu hết mọi người ơi. Cá đây lớn rồi nha anh em, mấy bữa có 2 ngón mà đây lên 4 ngón giật sướng rồi. Đó. Cây 4 hát rưỡi có 60-69 gram thôi. Có 4 hát rưỡi nè. 40 kg. Nói chung nó đanh dữ lắm. Tại tỉnh 2,5 kg. Điện thoại à. Hết pin sạc nó không vô. Rút ra giùm em, rút cái dây ra giùm em luôn. Khỏi sạc, nó bị náo ngáo à, khỏi luôn. Vô đó. Dạ. Vì nhỏ nhỏ này cũng nhanh có ký. Nó ăn là có ký à? Ừ, nó ăn là có ký. Sợ không ăn thôi. Mày thả xuống là ăn à mày. Tô rồi nó mắc cẩu mày lại luôn.
đó giờ dính con ba bốn tay tao tàn vợt không à. Cậu hết không có gãy căng này mày gãy trời ơi ảnh được cá lớn không à. Ai đồ câu cá bự không ta cá lớn mày à mày đây này chú có được sắp đôi không sắp đôi không à. Ê chỗ này nó lúng anh Hòa ơi không được rồi lúng gì nó lúng cái chân nó sụn luôn. Có cá nhiều lắm anh, bộ này cá nhiều lắm, ăn quá ăn rồi anh em ơi. Cá lớn ăn nữa sao anh em ơi, cá lớn anh em ơi. Hay vậy đi, sao ủa em cá nó nhỏ vậy? Người ta lớn tuổi thì người ta câu cá lớn, anh nhỏ tuổi nó câu cá nhỏ đâu. Mày đỡ à mày, sắp đôi. Cá lớn nó ăn là nó khác cái cá nhỏ. Đúng rồi, cá nhỏ nó đỡ mà. Phao anh nó còn xuống không? Phao anh nó xuống đâu? Bạch nó đi chứ trời gì nữa không cô? Quá dạ mang con ngang đây rồi. Cậu mày lung. Làm gì làm nha, đừng có để anh bị thương nha Thịnh. Người đừng em anh sợ quá. Đừng có gấp ăn quá, cứ từ từ đánh thôi. Cá nó ăn mà, lo gì. Anh Hòa chưa có làm YouTube thì anh Hòa đang TikTok quay đứng quay TikTok. Không làm cho anh YouTube luôn á. Thật này cũng điện thoại làm YouTube luôn. Hôm qua lên mua điện thoại mà nó kêu trái nhiều quá em không mua luôn. Máy Oppo nó nằm trong cái cặp của anh á, cái cục đèn đen. Cái túi đèn đen á. Tại đây mà rồi mình lấy xong. Rồi bây giờ cái gì ta? iPhone 15. Trên ghế rồi mấy con chân quay. Mày à mày, thả xuống là ăn. 300 ngàn ngày hả? Ừ, 600. 610 tiếng á, tiếng 60. Nhưng mà cá mà ăn kiểu này là bãi chết với em với anh Hòa. 10 tiếng rồi, bây giờ 9 giờ thì câu đến 6 chiều hả? Ừ. Thì mình câu... Câu đủ thôi, à. Mình câu đủ đi chứ. Câu 2-3 tiếng, 3-4 tiếng rồi tùy. 600 lại rồi hả? 600 này. Hôm bữa bà lên giá cái đứa nào cũng chết hết. Bên kia câu gì thấy ngồi không cái đồ có vô cá còn thế rồi đấy à ông anh luôn á à thằng em đi ba anh em đi chung luôn á gì ngồi đây tí qua đây có chỗ ngồi cho hậu vô đây ngồi luôn cá hậu ơi đỡ luôn. Mày à mày. Trời ơi nó đâm anh em ơi, kệ nó, có ký có tiền. Đúng rồi, nó cuốn không? Mình cá lớn ăn nó. Nó lớn nó vô cái gà. Cái này là kéo ra nó tuột gãy nữa. Tại vì cái chỗ này nó khó quá nha, em duy phải đổi chỗ tư thế. Đừng để cái cần nó rớt xuống là nó sẽ gãy, rất là vô duyên. Có nhiều bạn dễ thương lắm, mua cần về. Ôi, cái phí bự kìa. Ây da lại phải đuổi cả ký má ní em câu mà đủ em quắn chai nước không nổi luôn à. Rồi để tranh thủ cho các bạn này ní một miếng nước này lồng đội câu nãy giờ mình nấu hết ít rồi mà ní câu ní gấp quá ní câu hết cá của em à đây em ơi hết hồn chuẩn bị tới bạn Thịnh gãy cái đọc cho bạn coi nãy giờ có đâu Toro 5H mà sắp đôi nó cứ dở lên không à. Nhưng mà mình gãy là mình biết tại sao nó gãy nha, chứ không có được đổ thừa. Trời, con cá gì đâu, mới có hai ngón tay dở nhẹ cái gãy là thật sự là không có vấn đề đó đâu. Phải có thế nó mới lên được. Phải biết cách cẩu gà. Rồi đôi khi á, các bạn câu một chì bự quá, nó bắn vô đây nè, nó mẻ một miếng. Xong rồi cuối cùng là mình cứ dậy là mình bóc lên cái bầu ngày đẹp trời ra cục mồi cái, sự rớt. Gãy á. Kêu anh đi ích kỷ, anh đi không có chỉ. Thực sự các bạn mình đang đi học câu mà. Khi nào mình cũng chỉ rồi mình mới chỉ các bạn. Chứ chỉ làm bậy làm bạ không chỉ được. Đúng không anh Hòa? Đúng rồi. Chỉ đầu lao là ăn chỉ được. Mình đang trong cái quá trình là đi tập câu rồi học rồi giả rồi đủ. Hay là vấn đề là cái điện thoại. Để em qua lại cho em.
Không, em còn cái dù nè. Chứ giờ nhiều anh em câu rô phi mà chụp ba chấm bèn chấm thì nó vẫn ăn á, nhưng mà nó không có nhiều thôi. Cứ nhiều nó yếu. Đào đi lưới không cũng ăn luôn nậu ơi. Cá nhiều thì mình cứ câu từ từ, không thả. Vô cái xẻo đi canh đáy cái xong đi trộn mồi là chỉ cần hết. Chấm năm để không thả. Ôi, gì anh xả coi cái đâu à? Tâm cá trôi hay là cá to? Cái lỗ. Lỗ anh gì? Đó, có thể luôn là nó nhảy vậy. Đây con bự rồi chú ơi. Có phi bự rồi, phi bự. Đây. Ơi. Cỡ nào không ra. Lộn giờ cái này chú. Đấy. Nhẹ nhàng thôi chú ơi. Con này chắc cỡ 8-9 lạng rồi mà. Em bắt đừng cho anh em coi nha. Từ từ câu tiếp. Được không? Ổn không? Cái mình đây nè. Không. Tiếp tục. Câu gặp thầy ông Đức rồi chú. Câu hoài ông Đức. Theo cước 2 chấm. Cước 2 chấm Toro. DF. À DF. 2 chấm câu tới mùa quýt. Thì kê vậy cho đỡ tốn thẹo. Đây nữa rồi. Đợi nó tới, mình cũng đủ clip rồi. Trời ơi, bong bóng to, nó trôi vô rồi. Trôi bên này một lần luôn rồi. Nó trộn tanh tinh mà sao nó trôi nó khoái ra nè. Mệt hả chú, sao thở như vậy chú? Lẽ mùa này cứ đạp. Cá này nó chạy quá nè em ơi. Anh nò đuối là gì? Anh thở rồi. Già rồi. Câu nào hát nghe chú còn cần cứng chi. Trời ơi, tâm kìa mấy chú ơi. Nhìn tôi cắm xạ quá chú. Rô nó mắc chú ơi. Cái đọt là cái đọt xém gãy. Kể gì gãy? Câu quen lực là chú ơi. Phải câu biết xạ cá là không gãy, anh em câu 2-3 con gãy. Mình phải coi lại cái kỹ thuật của mình ha. Trời ơi, trời ơi. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có thể là 8 đứt luôn. Bắt cho anh em coi con cá đây. Cao lên tí. Cái gì vậy chú? Trộn mồi là mồi đấy. Nè anh em ơi. Con rô phi nè. Con này em câu con nào anh hả? Rồi, nó đúng 4K rồi chưa? Ừ, nó đúng đó. 4K 30 đó. Quá đã rồi. Quýnh này cái cặp này nó đứng là biết rồi. Hôm nay mưa gió quá còn ít người câu ha. Đến tới chục người nữa. Ba này hả? Anh chơi ba này. Tôi sẽ cụ hả? Tôm không? Cái gà cá hả?
lên xe luôn mẹ ơi, chưa gì mua cái áo nó bay vô quần. Ok. Mày đúng đó nha, chạy đi. Trời mẹ ơi. Không được, không được, không được. Ô gom cái vụ khỏi luôn đi anh ơi. Gió lên hết rồi. Gió lên hết rồi. Chập á. Không mưa đâu, hết mưa rồi. Cắm cắm sát cái mẹ luôn cắm. Sập xuống luôn. Ờ thôi giúp mày luôn đi. Cho đưa đi mọi em khỏi quay. Trời ơi, cá phi của anh Hòa kìa em cố ơi. Từ từ anh em ơi, từ từ anh em ơi. Quay ra. Cái này là cho mấy em bé ăn băng nè. Tí rưỡi. Không, tụi em đi câu thì em đâu có ăn đâu. Cần ăn câu bị móm không à. Chắc đâu nhỉ. Em một que anh em con này nữa nha, con này quá lớn rồi. Bây giờ chắc con này sẽ một đẹp đi. Con chú bằng con ly nhưng mà chú chưa lên. Dạ được rồi. Con to quá bây giờ làm sao lấy lên ta. Dạ đúng rồi. Quay phao. Dạ. Anh cầm mấy cái mặt, anh cầm mấy bợt á. To quá. Quay phao giờ đẹp luôn nè. Em quay đi mà lấy không phải được. Rớt bây giờ. Em tâm đi, bữa nào em về em gửi cho. Yên tâm nha. Không biết thế không à. Có mấy, có bao nhiêu không. Quá em ơi. Hôm nay mưa gió nhưng mà mà cá này nó hay lắm, nó thục mà mình không giật là nó ăn hết mồi liền. Máy này bấm mở lại rồi đúng không? Đúng rồi. Để khoảng 7-8 phút thôi để dài. Rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái con hoài vậy ta. Cái tí ra. Sao câu cái chuông vậy ông nội? Đâu có câu tô rô đâu, câu tô câu cái cụ mà. Thổi bụi cái gì? Con trôi bự, nó đẩy cái bao lên. Để, trời. Nó mờ là mờ sao? Này nó hơi khô. Đó. Mờ quá nước á. Mờ mờ chứ. Rồi đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Chà bá luôn. Ủa, giật. Hay quá Thành ơi. Lụng giờ cái này chú. Chú ơi. Con này chắc là 8-9 lạng. Em bắt lên cho anh em coi nha. Được không? Ổn không? Cái mấy cái áo quay lâu với cái đó đi. Câu gặp để em Đức rồi chú. Câu hoài em Đức. Cái bà ngoại anh ơi, số cá bỏ xuống cái con ăn mà trời chỗ này cũng cái con, chỗ cá bự đó từ bắt chết rồi. Đây rồi. Trời ơi. Dạ. Phi thằng câu. Mưa sợ nó phi gì rồi. Nó bị nhão nhẹt rồi. Đó. Mình cho tí tơ nhện vô mình. Ôi trời ơi, đâu phi gì kỳ vậy chú? Nó bị nhão nhẹt rồi. Cho tí tơ nhện vô. Ba con bự chú ơi. Con này chắc được 6-7 lạng à. Nhỏ mà, con nhỏ. Bắt cho anh em coi nha, không có gấp. Con thứ ba mấy chú ơi. Ba con lớn rồi hả? Ừ. Nhưng mà con này cũng gọi là vừa vừa anh ơi. Trời nó ăn kìa. Em nghe gió lạnh rồi. Chú. Vô. Nghe gió lạnh tới rồi. À, anh sợ cái đám đó. Cái đám nó làm người đó. Cá thì lộng bơi miết mà. Thôi cái vào anh Duy không anh bình yên luôn. Anh giật chơi chắc.
hết chưa trắng thì đánh chưa đỏ. 6 năm con chưa đỏ rồi đó. Con chưa đỏ rồi hả? Mồi cá trôi. Đỏ một chưa trắng. Rồi cụ mà. Chưa đỏ ba quá. Rồi không kịp ăn. Bữa này tại vì nó cũng quá đó. Kiểu như cái nước nó lăn tăn nó cứ lấy nét này lấy nét kia lấy cái này lấy kia đó. À là chậm là cá phi lớn nó vô đấy rồi. Đó là chậm anh em ơi, chậm cái nhỏ cái đó. Ừ, phải. Giờ mình định bắt đó. Có cần anh cậu lên phụ không? Khỏe quá. Quá. Quá nè mà bụng ghê. Trời ơi cà phê nè nè mà ghê. Quá đã. Yeah. Mày đi. Không. Con bồ vút to tổ bố mà vút hết luôn anh rồi. Ghê vậy hả? Thôi này. Vút con chụp xíu. Thôi thôi. Nữa là chậm là cá phi lớn nó vô. Đúng rồi. Đó là chậm anh em ơi, chậm cái nhỏ cái đó. Trời nó khỏe. Giờ mình định bắt. Có cần anh cẩu lên phụ không? Cá khỏe quá. Cá phi nó còn đi cá trôi nữa, cá trôi dở nó là đi à. Trời ơi. Ây da, phi quá anh em ơi. Ôi ôi. Bắt cho anh em coi. Bắt con cá để ngóng trông em về. Mày ní, đâu ha. Vô. Con mùi vút to tổ bố mà vút hết luôn anh hòa. Nghe vậy hả? Hơi nè. Đủ bộ ba luôn. Vô à. Nó chậm nhưng mà cái lớn. Con cá gì với ta ơi, nó vô mà nó cứ đẩy đẩy lên không mà nó không có thụt. Không có giật được. Con tôm. Hả? Con tôm. Hoa ơi. Hoa ơi. Dạ. Ra con nội. Dính luôn. Bất vô đi coi. Con này phải 6kg nhưng mà 6 con. Bám lạng này mày xanh lè. Quá đẹp. Cá này chứ. Chạy. Đi dưới đây ông nội. À là chậm nhưng mà cá bự. Con hơn nhịp điên cùng. Trời ơi. Thì ra nãy giờ. Bây giờ cá con nó lại vô nữa đó. Lần vô. Lâu nó còn lớn. Đến đầu này thì lớn bụng đã. Đúng là ghét thì thôi. Sống thục còn hai nứt đó là mờ tâm. Trời ơi. Có tóm sĩ anh em ơi, tóm sĩ đứa à, chốt đơn đi. Một đàn đúng mồi em kiếm đồng em đi câu em. Vậy hả? Xuống vậy anh em muốn mua ủng hộ.
rồi, chưa cho anh em coi. Đầu luôn. Cắt thì bự rồi. Thôi. Cái người đại dương nó vẫn bị mờ, nó không lấy nét được. Em lấy nét ở trên á, em đưa xuống thì nó vẫn sáng á, mờ một tí rồi nó lắc 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 lại mờ tiếp. À, nó chạy ra chết rồi. Nhưng năm á. Nhưng năm là rõ bao nét luôn á, anh coi bao nét, đoạn đầu bao nét luôn, nhưng mà càng về sau là nó càng bị lưa cái là nó mờ cái phao. Trời ơi. Meo rồi. Đừng có làm anh tôi ngợp nha. Mày à mày. Lớn chạy cái là đó. Ăn miệng nhưng mà nó bị meo biết không? Dính miệng nhưng mà dính meo quá. Phải rồi, hết mưa. Cũng đi đã quá đã, muốn nước luôn. Con này cơ tầm 4 lạng thôi. Nó khỏe lắm, nó chạy ghê lắm anh em ơi. Vậy nó có tung rô đồ chứ. Hả? To quá. Quá gì gớm anh em ơi. Thằng chì lá Sơn Lộc á. À, tặng ông Huy. Bữa thằng em cũng đẹp á. Đang còn á. Còn gì đây anh em ơi. Trời ơi, con chà bá nữa rồi không có ơi. Trời ơi, cái chui. Phi chui gì trời. Phi. Phi chà bá luôn anh em ơi, coi. Bên kia mình câu phi mà đang chui. Thằng nè đi là đăng clip lên á. Coi mấy cái chỗ mà nói lên ta lên tin bữa hôm clip mà toàn là vô mấy cái nói linh tinh rồi nó bị phạm đó. À anh hả? Mình lọc hết đi, mình có nói tầm bậy tầm bạ cái gì không trong đó hay không? Chứ là chẳng kim gái. Nghe đục tèo trai trai đó, nếu là bậy bạ là đi. Con bự nữa. Qua thì được. Gì dữ vậy? Con này cũng là bự ha. Qua thì được. Gì dữ vậy? Hồi nãy dữ là bự nè. Trời ơi. Vậy là không phải cái phi rồi. Cái đó. Không phải phi. Con này chạy không phải phi. Cái chấm. Con chạy cái thế đó làm sao phi được. Phi. Con trắng đi gục. Trời ơi. Là cái clip của anh nó ấy hả gì? Là lúc mình lên clip mình nghe lại đoạn cuối rồi có nói gì cha
À quá. Ê anh em ơi. Phê quá. Ê xem rớt. Nè. Quá tê quá tê. Tiếp tục. Đúng rồi. Bắt cho anh em coi nữa nha. Cũng được cả chục con cá bự rồi anh. 7-8 lạng. Ok à. Dày lắm. 7-8 lạng coi. Quá đã đi ơi. Dịch vụ giờ nó hết ăn mạnh rồi. Đã lắm anh em ơi. Đúng rồi, xuống thẻo đi. Xuống nhà con chấm con tám có đầy đủ chứ. Có hết, xuống đi. Em đang xuống thẻo mà. Em quýnh từ 1.5, em quýnh còn 1.2 à. Xuống thẻo. Đây. Đâu? Trong cái mặt cái trên kìa, sau lưng anh kìa. Đây anh em này. Con bự nữa. Cá vút ra được nhiêu đây, anh em câu 3 ngày chưa hết. Đó, con này bự rồi. Trời ơi, có khi gì mà đi ơi. Không đã luôn. Trôi. Phi. Nè. Trời. Lưỡi câu này gặp luôn rồi nè. Rồi nó đã. Cũng 7-8 lạng anh em ơi. Nè. Nó chạy đít đá phê thiệt. Cái dây gì? Em căng cá về luôn mọi người ơi, mưa quá. Nè, ha. Anh Duy phải xin nè mọi người. Đấy. Ông mệt rồi, ông dầm mưa, ông bệnh rồi. Đến lượt em kéo cá lên về. Em quên lọn qua kia đi cho nó sạch. Anh hò được 18kg anh em ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái này là hơn rồi nhưng mà què đi phải không? Què tôi thả xuống. Em không có chụp hình cá đúng không? Cần không? Ê, nhưng mà kéo lên cho anh em coi thôi. Kéo cho xuống. Có không có cá to, cá nhỏ mà. Em giật toàn.
cứ mang lên cho bà, cứ ăn đi anh. Bỏ lên coi thấy nhiêu ký, thử thử coi thử nhiêu ký. Em với chị quê đó, quê rồi không tính ký đâu. Em làm gì mà lấy ấy, bỏ nữa đi. Cái này hai mấy ký luôn á. Thấy chưa nè, 22, 23 ký rồi nè. 23 này còn 22 nè. Đó thấy không? Trời, 22 ký mà người ngồi được 3 tiếng. Thôi quẹt tiền chủ hồ vui rồi mọi người ơi. Đỡ lỗ. Đấy. Còn 22. Tiệm 3 còn 22 đó. 22 nhưng mà thu. Trời ơi, tụi em phải 8 rưỡi, tụi em chuẩn bị lâu lắm. Đây nè. Hơn tiền mà. Thôi quẹt tiền rồi đi. Rồi xong. Rồi xong. Em không có cái to, em chỉ có nhỏ nhưng mà em nhiều thôi. Có chút kéo rồi. Rồi. Em cho mọi người coi ha, nè mưa nè. Rồi về nha mọi người. Anh em nào mà cần cám tinh mùi, cần cần câu hay là đồ câu á ha. À, từ A cho tới Z em sẽ gửi cho anh em hết. Điều hòa.